Hôm nay chị Thúy sẽ làm món nem nướng để các chị em cuối tuần. Thịt này nguyên liệu thịt gì chị Thúy? Heo. Ăn biết thịt với heo. Mỡ, với hành gia vị phải không? À. Là hành phi, đường, muối, bột ngọt, miếng ướp xanh. Rồi xong để tủ lạnh hả? Để tủ lạnh cho qua sao mình làm. Chứ mình làm thì không được hả chị? Được mà không ngon. Đó các bạn thấy chưa? Trời ơi, chị để lên nè. Thơm phương phức. Một phần ăn hả? Hai chiếc nem. Với miếng bún, miếng đậu sống, nước mắm. Này mắm nêm hay sao chị Thúy? Nước mắm thắng, nước mắm mình ăn. Em thấy nhà người ta ăn mắm nêm đó chị. Nước mắm nêm đâu ngon, nước mắm nêm ăn thật kia mới đúng chứ. Này mới ăn nước mắm thắng. Đâu ạ, à, ai đẻ ra biết làm hết đâu chính. Ừ. Vậy mua cho 3 ký đi. Nắng bào tay nó có bào tay nó có dễ. Mình quan trọng tay chứ mình rửa sạch sẽ thôi. Đúng rồi. Tú trở liên tục cho chị tại vì nướng than nó nóng. Cho nó có cây gắp nước đá không? Như giò Tú kìa. Ủa vậy hả? Ăn rồi. Cái gì? Cái gì? Vua leo. Giờ bá sắt hết trống luôn rồi. Ô vua leo gọt vỏ đi, không gọt vỏ sẵn xì khó ăn. Rửa thôi mà chứ không có sắt cái gì hết ra nè. Ủa mấy quỷ đâu, nó chắc hết rồi. Mấy sư đu bếp hả? Ủa chị chính nhờ cái bi này quay qua chị Thí cục nào cũng mấy cho đáng này vậy. Thí nhiệt tình mà. Vừa thôi. Thiệt nhỏ không? Thiệt không? Chị chín phái nhỏ nhỏ. Chị thấy phái bự vậy nè. Trời đất ơi. Bữa hôm qua em gặp anh Quẹo. Xong cái anh Quẹo nói anh Quẹo ơi, bữa nào mà đi kéo lưới đắt mương gì đó, hú em với nha. Gọi nổi không cưng? Nổi hết rồi anh ơi. Nói, ờ vậy đó. Để bữa nào có anh điện. Thấy phân ngày luôn rồi, thứ bảy đi anh. Dạ. Yeah. Cái bãi nào? Cái bãi tới này nè. Ô, đi quạt, đi muốn nổ. Nó lộn hả? Chừng mấy giờ? 1 giờ đi, được không? 1 giờ hả? Được không? Trời, nắng lội chắc té lửa luôn á. 1 giờ xuống dưới 1 máy. Nấu trước không có lội nha, mình không có lội nha. Ừ. Anh Quẹo lội nha, với anh Khang lội nha. Đây kêu ông Tòng lội, nó không Tòng lội nhiệt tình đó. Kêu ông Tòng phụ đi kéo với anh Quẹo. Với anh Khang 3 người kéo được rồi. Đi, đi, đi. Nó đi chạy đi mượn ghe, còn ghe chị kìa. Nó nằm từ trên thấy không? Ai biết, ba hồi cho rồi, không ai biết. Không có thấy đi đốn gì nước quên ghe đó. Thấy cái ghe gì mày mới mốt kêu ta vô cho không cho ta chửi nữa à. Giờ hứa nó cho không ta đòi vô quay cũng cho tự tao. Đó có gì? Ghe ta cổ ghe. Xuồng mấy lá chị? Xuồng bự à. Nó cục bự ra nó xe rồi. Đó chứ ghe ồ mình chẳng đó. Còn tí xíu luôn. Có ngay chiếc xe này không thấy. Ghe này bự hơn nghe ghe em qua à mấy em đi. Ghe này bự, ghe này tới 8 mình nói cũng được hết mấy bạn. Cái gì chứ chính mình nói cũng được á, cái bự mà mình làm bự để cho nó teo lại là vừa, còn bảo có nhỏ vậy nó teo lại kỳ quá ha. Nè thấy chưa? Thấm gì giờ nó vô nó thấm rắn rồi, ướp gia vị rồi mà thấm gì nữa. Đồ quạt nhiều nó nóng. Áp quá phải không? Cái này ướp gia vị rồi bỏ thêm mà thấy. Ướp gì vậy? Nói rồi. Rồi hả? Nhưng mà ta muốn biết bây giờ ta mày hỏi cho ta nói đừng mới muốn tơ biết ta ướp được không? Cái hành phi. Đường, bột ngọt, muối, mi với ống ớt xanh. Rồi ướp bỏ một đêm phải không? Ừ, nhồi kệ nhồi lại ướp. Nhưng điều mỡ này là chị phải sắt. Chị ướp đường trước. Đang cho sắt giống như là lạc xưởng vậy á. Y như lạc xưởng vậy đó. Thơm quá, thơm quá. Trời ơi, nước mũi luôn quý vị ơi. Thổi đi đừng ăn. Đừng ăn đi. Phụ với vàng đây. Để bà ngửi chứ bà không ăn. Để bà ngửi chứ bà không ăn. Rồi con vịt trống không chặt hả chính? Hả? Hay lo nướng này luôn ha. Chặt mà. Không có chị, sao chị đi đâu không có chị, không có đứa mấy đứa này nó không có làm gì được hết trơn á. Không có em chị chính. Ôi, thôi thôi thôi. Được, đừng nói nữa, chị hiểu rồi. Đừng câu thứ hai. Đó là chị đã hiểu rồi. Chị ra trước mấy kinh chị hiểu phút đó.
chiên lại là được. Thôi mời mời mấy giờ, 8 giờ đi hả? 8 rưỡi hay 8 giờ? 8 giờ. Ủa? Vô đây rồi, vừa rồi đó. Mai đi đâu? Dỗ. À quên. Tiễn nữ ngày mai có lịch nữa hả? Lịch đúng ngày về đặt quá. Lịch mình mốt. Lịch mình mốt hả? Mình đúng ngày nổi tiếng. Không, à, xuống nữa là mình đi như đó là mình bắt ốc rồi bắt bắt cá là muốn câu nào câu. Có câu cá nữa hả? Có. Câu cá chiên đó. Trời ơi, câu nào được câu, con có con cá 3 kg mấy vậy, lấy càng câu nào vậy câu chị thấy. Đơn giản lắm, bỏ trái chuối cọc vô là được. Trời ơi. Quý ơi đi cái này chị ngầu. Nơi cửa mà quý. Thiệt hết nó đồ mai nó không kỹ nữa. Lịch quá đây là. Gì đó chưa mà ngày nay nó sắp lịch tới ngày mốt. Trời ơi. Hả? Xong. Vậy chốt. Bữa nay chứ sao mà nó ngày mưa. Trời ơi, sắp lịch vậy đó. Để bữa nào đi rừng Tết đi hả, xuống dưới thấy tắt hương ha. Có luôn hả? Có chứ, có luôn hả? Ủa chị chính mấy cái tấm nhà, mấy cái tơ mua nhà. Ở đó. Tôm nhiều không? Cái lạp đó đó. Tôm hả? Ừ. Không biết rồi. Làm giống như bữa chị Tiền á, căng lưới nó vô nó ra không được á. Cái hôm hả? Rồi ông làm nó có tháng mấy cũng sợ nữa rồi. Ừ. Bữa cái trời mưa mà cái ngày bão không ý, chỉ chỗ đây mười mấy ký tôm á. Con cá rồi lên liền. Chỗ nào cũng chơi á. Canh Tết là chỗ rồi kêu, vô chỗ Tết là thấy nam luôn á. Ừ, không cho là tới số à. Tết là gì vậy? Gà của ai mà nuôi đẹp dữ vậy ta? Chuồng cũng đẹp. Vậy anh Tòng hả? Anh Tòng đổ lòng anh Tòng. Đây, đôi hỏi chị sợ đặt lên bỏ nè, cái rổ, ở cái rổ đó đó. Một rổ như bán mấy triệu bạc á, bán mấy triệu mà còn thả xuống cái anh Tòng nó mất tết rồi. Giờ dồn vô cái hào đó dữ dằn. Anh Tòng xuống. Rồi. Anh Tòng mình xuống nước sao? Lên với sao chị? Rạo trời, nước rạo trời. Anh đắp bờ bê hết trơn á. Cao không? Ừ, tết là sổ đi bán bữa hổm chị thả đi bán hai giỏ đó mấy triệu bạc còn. Bữa mà bằng heo bé ra. 4 7 mà chiều xuống sát. Cái này về là được chưa? Mấy ký được. Ở trong bà Tiền, anh ra Tiền á cũng sổ gần mấy chục ký á. Cũng hiền cũng tết nè. Ai cũng hẹn Tết không đi quay thì nổi. Tháng mấy Tết á? Mười mấy Tết. Mười mấy hả? Có chị có quạt mo không? Mười mấy tháng chạp á ba. Ừ. Có quạt tay á. Có chứ. Mười mấy tháng chạp nghe nói là kêu vô như trong đây sổ nhiều lắm, ai cũng sổ á. Nhóc luôn á. Đi tu biết sao không? Quý biết sao không? Mùa nó mùa tôm. Nước nè, nước lớn này nè. Là con tôm nó mới về nó mới ấy. Tôm giờ nó đi ăn rồi tới đó nó mới về. Nước rong á, mấy con nước rong á là ban đầu nó mới đầu nó mới tụ tập Tết về, có lạnh lạnh đó nè. Nó mới rút vô mương. Nó kêu chồng họ về phải không? Lạnh lạnh nó rút vô mương. Nè. Mà ai nói con tôm rủ vô có không, mấy người có tin không? Có chứ. Nó rủ vô đó. Nó kêu hả? Không biết làm sao mà nó yêu cầu nó. Mà tôm mặt mình đắt đập chính tiết luôn. Ừ. Chị nói thiệt à. Đâu có, mình đắt rồi ha, mình lấy hột gà thúi hột gà sát đồ mình gõ vô thử coi. Hay luôn á. Cái cô nè, cô giáo kêu thấy bữa nào có hột gà thú cho chị hỏi chia cô. Về trước cơm. Mình thử trước nha, lén nha. Sao mình cực khổ vậy? Mình ra hẹn mình thử trước, mình nướng mình thử trước. Ủa sao có người nghe rồi kìa. Ai biết? Cực khổ vậy á. Bỏng ai cho á. Nó, thấy chưa? Làm được điều quyên nha mấy em. Ngon thử thử. Thử chưa ăn không? Thấy ớt mà. Ngon. Mình ớt mà không để chê. Đúng rồi. Siêu được biết mà. Ngon quá. Thôi được rồi tốt. Cay thôi nha. Hồ không mấy 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 bà chị vô nữa nha. Chứ nước hồ vô nhiêu một dĩa hồ ra còn có chút xíu đi. Hồ còn hai cây không? Đưa cho quý đề quyêu luôn. Nữa. Bữa như này rẻ chị ơi. Rẻ rẻ bữa này ít nhiều mà có bán con gạo ăn được. Bây giờ năm mình nay vô nhà chị Út nha các bạn. Vô nhà chị Út, chị Út nay đã ăn vịt nữa. Vịt vịt này vịt sim hay vịt gì vậy? Ôi, xin cha nó cũng mục nữa không chứ. Trời ơi, vậy con ngồi nữa nó hơi nó chưa rụt quá đó hả chứ. Mềm rồi. Mềm rồi. Rồi.
Hôm nay có là làm mất không đi chị Út? Hôm nay làm mất không? Ủa mình phải rang đậu tới một ngày hả chị? Ủa vậy mình rang bằng máy hay mình rang bằng tay thủ công? Em thấy người ta bỏ vô cái xô cái tì á, người ta rang bằng máy không chị? Làm thủ công hả? Dịch chị cũng có vậy không chị Chính? Dạ. Dịch chị á? Không dịch chị lên đi bữa nay này. Chị ướp hả? Đâu này chị ướp với hổng chị Trinh, chị thấy ướp họ có khác không nha? Chị ướp là phải ngon hơn rồi. Ừ. Chắc hơi hoài nhắc rồi hả? Chết có không? Chết có hoài không? Chú gì chị Trinh? À anh biết rồi. Đó bây giờ là mình sẽ ăn mì bún. Mì bún hả anh em nước hả chị Trinh? Bà Tì bà không ăn giá hay gì mà. Không, chị bỏ riêng đây, trộn ăn. Riêng không có trộn chứ. Vậy mình để ngoài riêng chứ không? Ok, vậy có thì trộn vô. Nó thơm nữa chị. Ủa giờ trộn vô luôn hả? Để không, để riêng chị. Mình người ăn thằng này mình ăn được, cái kia mình lộn chung chứ không hồi mất công người lại ngồi gắp từ miếng ra. Thì bao chót á. Có 2 nhát đậu. Thì hả? Đậu xanh mà. Đậu xanh hay vậy? Dạ ăn xong rồi nó sung phải không? Nó còn chỗ nào nữa không? Có bà chị vợ rồi nó chị còn hết biết luôn. Vô mình giờ nó đi ăn trộm. Đi giờ đi ăn trộm bớt ăn luôn. Quá tay tái luôn. Quá tái luôn. Lửa tay bự nhất luôn. Nè, cá tươi luôn. Tôi thử nha. Tôi thử nha. Giờ tôi về đi luôn. Mất mỡ, nó thơm quá trời luôn. Quýt này gì? Quýt này quýt tết hay gì đó rồi? Quýt tết. Đúng không? Tết đó. Tết này vô má. Tết này ra viên nữa hay vậy? Có cái viên nữa, nãy giờ Út nó có viên mà mút nhỏ rồi, trời ơi. Ồ, nước quá trời luôn chú ạ. Út của tôi, đi đâu vậy? Con nè. Muốn chết chết rồi. Nè, cho muối á. Trời ơi. Một giường mà cho có một muối à. Chết. Là chết chứ không sống nổi. Ngọt. Có thầm thầm nữa nha. Cam sành mà út nữa kìa. Đúng rồi, cam sòn, cam sòn. Thì cam sành nữa. Út hồng hả? Út hồng tết, chân đẹp lắm á. Có biết thấy út hồng chưa? Ở miền ngoài út hồng nhiều lắm. Được. Hỏi ai có nhu cầu ăn út mè thử với út chuối thì có luôn. Đề 20 phút các bạn. Mình lên cái thôi. Dạ, em không nhìn chính em mới vô. Hả? Cái gì đó? Lỡ cái nữa đi. Cái gì chính em mới vô. Cao giá là bưng lên trển vậy đó. Bưng lên đó. Lấy đồ ở đây để đổi lên. Xe, kéo cái vũ cà phê nha, muốn cà phê đúng không? Uống gì? Bây giờ ở nước mé me thì để hàng ngày đi. Còn bây giờ mình uống cái khác rồi. Uống nước. Bảy. Tao thương chị Chính. Giờ lại làm cái gì nữa? Tao thương vậy nè. Không có nữa. Trời ơi. Vậy sao? Nghe tao đi.
Giờ tiền không ăn giá phải không? Bỏ qua lấy tô lên trển hết trơn rồi kìa. Đem đây. Dọn lên hết rồi. Dọn lên trển hết trơn rồi làm trển luôn đi. Bốc lên luôn. Đi ăn. Thôi. Mệt quá. Không lên luôn. Không mịt cúng này bỏ không dưới không? Chị dư rồi. Cái nào dư cho chị máng xe chị đi. Mịt tính dưới á. Con cô. Con là tự. Là chị chính á, người trên phải là đời trước. Trời ơi, em ăn tô bự vậy đúng hả? Vậy chứ tôi cũng không có nhiêu á. Không, quý ăn hết xỉu rồi nha. Nè, cho quý tô nhỏ này đi. Nhỏ ít bún rồi tôi. Nè, tôi quay cho bà hồ đi. Nữa. Tôi đi chợ tôi nổi tiếng quá trời. Sao hả? À, cô hỏi là gì? Thôi đừng có đụng, đụng cái rung rinh cái máy. Đâu dám làm gì đó, giờ cũng làm gì đâu, không có nhọt, cũng không biết nhọt nha. Không nghèo luôn rồi. Thôi ơi, cái này lột da dục nha. Ủa sao dữ vậy? Ban đêm mà không thấy đường. Ờ, không làm luôn hả? À. Rồi, giỏi. Chứ đâu em bằng sáng dữ ghê em rồi. Chứ sao? Đốc ơi, lên. Đốc ơi. Qua đây. Lên nè. Đi, vô đây. Đốc ơi, lên ngồi đi. Cũng có hở với chị tôi, chị đông quá trời là chị không có chỗ ngồi chị ấy. Lên đây. Thôi đừng đốt nè. Của chị Út chưa làm á. Vậy đó. Của chị Út chưa làm còn tơ nè. Đúng rồi nè. Còn tơ. Ta, còn tơ chị tiền, anh đốt nữa. Thôi còn đâu? Trả hả? Quên không ai đủ gì phẩn rồi ha. Có ăn tí có rủ. Út rủ nữa biểu bỏ đi mời. Rủ qua vô giờ nó không nói chứ biết chỗ nào có điểm ăn dạy cho mẹ. Đợi cơ hội để mà thú vậy. Ha. Thiệt á, đã bạn bè chơi thân mà đợi kêu réo hoài ngại chứ. Em không mất luôn là em khổ kêu em á. Sao mà tôi thiệt tình dùng quay queo gì chăng nữa thì nó hết tô nó ngắm mặt đồ vậy nữa. Có còn chủ nhà đang nè. Ôi ơi quay đây nè. Có. Bay trai. Gì? Đây. Ủa vậy hả? Ủa vậy? Ủa có ai bên kia vậy? Gặp vào đâu ha? Ai bên kia nữa kìa, bên kia cũng xanh xanh nữa kìa. À xanh đen em nữa hả? Ủa giờ hết rồi, giờ mình ăn đi chút. Dạ. Chào. Ủa chị ăn nó con câu rồi, giờ chị ăn gì vậy chị? Nữa chứ, nãy tôi đói mà. Ừ. Ủa thế giờ nó trời đói chết nữa, còn biết rồi lâu quá. Cuốn cái mày đó chị. Không ăn à? Sao không ăn mày à? Không có mẹ sắp cái đít rồi. Đó là cái đít á. Đít rồi, trời rồi, thôi mà ăn cái đít rồi. Thử luôn rồi hả? Đó vậy rồi. Là chuẩn bị sắm đồ được không Mai Tết kịp không? Thôi em thấy cái này mua là thay đổi size nha chị. Đổi mặt size cũ nữa nha. Đổi cái chén đi, đổi cái chén đi. Mua bao trời. Đổi cái đồ sao ăn? Tận cho nó kìa. Không, mỗi lần em số 3, gần số 4, chị số 3. Có đây đồ tới đây Tết á, mai đường chỉ nó không được kỹ. Mà giờ đồ thì nó không giảm mà người thì nó giảm ra. Nói làm sao? Coi giá. Con chồng tôi là bạn phải chán. Coi giá không đậu luôn, coi giá là chán. Nè, chán nè. Gì? Coi giá thì nó đậu, coi giá tiêu rồi. Nay năm rồi. Coi giá đậu, không coi giá tiêu rồi. Giảm đậu bằng máy, còn cái bằng máy công nghiệp là đạp bánh tay, nghe nó dính vậy. Ok, dớt dớt miếng ớt bỏ lên trên cây mẹ. Đây ạ. Tú hả đâu cây? Không phải cây. Không. Cây. Không. Nói chung nè. Nhiều mấy mình sáng mà ăn cái gì bún mà khỏi đi ăn cái tấm ha. Ngon không? Chị ngồi nước cực chị. Ăn tôi chay rồi. Chay rồi luôn mà cháo tức lớn rồi chứ. Tú Tú, cầm vô tú thêm cái chén thôi. Chay. Hết đồ thì cái chén nha. Để trong chén rồi sẵn rồi nè. Ăn lẹ đi, ông ăn với mấy tôi chứ không lẽ ông ăn vậy hả? Ừ. Trời ơi, đàn bà mà quất hết tô luôn rồi. Là anh mà còn ngồi đó là chết tụi em. Mấy anh em này bậy dữ lắm mà. Đi, để chú tú tú. Chị cánh chị không ăn. Cho gân cái tim mà tú. Trời ơi. Ủa, cánh chị ăn gì? Hả? Chú ăn gì? Chị ăn thịt rồi. Thôi, ăn không hổ đây. Không, cái này. Được. Vậy sao? Ôi. Trời ơi. Trời ơi. Đây, chị mới gấp cho em. Chúc chúc quý ơi quý ơi liếc tàu quý ơi quý ơi nghe cái tiếng giờ cái gà ngắn lắm để chị cho trời ơi luôn rồi dám gắp vào chị nhỏ ngon bắt gà thì nó ngon mà nó cả nó
Ăn gì đâu mà tô mà qua mình chồng chồng lên gì đâu có chục cái tô á. Bún thì là cây bự á, có chở hết. Chồng nhỏ nhỏ thì cần là lên dạng này là con. Là nhỏ quá thì tiên vô nó cho cái gì. Nó thấy hả? Kìa ăn hay làm hết rồi. Ừ. Có nó ra cái nó làm cái là sạc hết. Không, ông mà đâu á. Ở chanh á. Mai mốt vô con cùi thôi. Bắt qua đây trồng cái bao mà. Trồng lại hả? Ừ, trồng tự gốc lên trên nước là bao luôn á. Rồi gãy gà đầu mấy con luôn á. Cái bao mình cắm hai cây rồi. Gãy rồi chưa cực lên. Ăn đi chứ. Gãy ăn đi chứ. Ăn đi chứ. Ừ. Lâu lâu mình ăn được lần nữa là dư lợi cả. Thôi đừng bỏ. Rồi mai đen nữa rồi mốt đen nữa. Chính nói rồi chiếc này mà. Quay mà giờ đỡ tiền nào đây làm gì cưới. Nhà của bà mấy mai mà. Giờ tôi có mấy cá chồng chứ sao. Mình có mấy mai mình tưởng còn có mấy mai mua mới thì mua mới đi. Chắc nước này bà bỏ ra tôi chứ. Ngại làm nước mà. Chín vậy. Ta để vô đây cho nó thấm. Cái nước mới thấm. Chứ giờ hình chuối mà. Nhũng nhão lòng lòng. Có chút đỉnh thôi. Chỉ có chút đỉnh thôi nhưng mà nướng cũng phải tết thôi. Nhưng mà nó quá. Cứ làm cho mình lão chảo. Sớm giờ tôi tới canh không mà. Cái này còn lên lát. Ăn gói rồi cái canh không kìa. Nhưng mà có nước thì nó mới thấm. Nhưng mà nó chưa nghe chưa chín? 10 giờ đúng không? Chết rồi, mai 10 giờ 15 tan không biết. Nghe chưa chín? Rồi cho chút nữa. Còn hai đứa này đi xa gì cứ. Đi rồi, ai nhớ tại trước đi. Chị mấy giờ? Tại kỳ 10 giờ 15 rồi nó ra rồi. Tại nó rồi. Em chọn đủ rồi không? Bà lên trả thăm rồi em đưa lên. Rồi. Xin vô ghen. Bây giờ gì hết đi cho con tiền hết. Bye bye. Bye bye. Hẹn gặp lại. Chính rồi. Chính rồi. Chính rồi. Bây giờ người ta đi kiếm chỗ. Vô. 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 Chính là gì thấy? Đi vô. Cái nước hả? Ký hả thế? Bao nhiêu chục? 35 ngàn. 35 ngàn. Bây giờ mua cái thịt luôn hả? Review ngon không? Wow. Bẻ ăn cá mới review được chứ. Nè, con ngon. Chính tao. Chê miếng hả chị thấy? Chê miếng hả? Bà ta xin miếng hả nhiệt tình chứ hả? Thì mình phải tình tốt nhất. Chán mà cũng quay chi tôi không biết. Cái người mà nó tội đi mà không làm gì hết, sao cuối cùng á? Là được hưởng thụ. Cuối cùng. Hồi sáng giờ cảm ơn quý vị đã cho mình không được mặn. Bây giờ để mình mặn chút xíu. Bỏ luôn. Chị chín nghe vậy, chín bỏ luôn. Sáng giờ đi rồi chị chín ơi. Chị quên.
Rồi, mình về ha. Rồi về đi. Cái người mà không làm gì á. Ở đây cứ yên tâm để dì Chính đi chút lo. Rồi cứ về chỗ đi. Ở đâu với tường ngó đây ghê dì Chính. Nói cái nhà cửa gì vậy á. Rồi giữa đâu nhà cửa gì vậy. Chú ở đâu Chính đó. Chú ở đâu Chính đó. Tú. Chú ấy gì vậy? Chú nào thì cái... Dán rồi đợi hết đi. Tiện đồng dán. Tiện đồng dán. Nói tôi Chính. Nói tiện ơi. Nói tôi Tiến. Rồi ông nói tôi đưa cho. Rồi ông nói tôi rút cho tôi đưa. Rồi tiền vàng nè đô la. Bây giờ là ông nói gì? Nói đâu nữa kìa.